Kính thưa Thủ tướng Phạm Minh Chính, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng như là quý vị đại biểu. Em rất vinh dự là hôm nay được tham dự một diễn đàn Make in Việt Nam, diễn đàn chuyển đổi số, và em đến từ SmartOck, và SmartOck cũng tự hào là một doanh nghiệp Make in Việt Nam. 30 năm trước không ai nghĩ doanh nghiệp Việt Nam có thể tạo ra những sản phẩm phần mềm logistics cạnh tranh với các công ty global toàn cầu tại Việt Nam. Nhưng bây giờ thì chúng ta cạnh tranh sòng phẳng, đấy là điều chúng ta tự hào. Và em không chỉ cung cấp cho doanh nghiệp Việt Nam mà cung cấp cho cả những doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp toàn cầu tại thị trường Việt Nam. Và lúc nãy thì Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng có nói về cái gọi là nền kinh tế số hay là thể chế số hay là chủ quyền số. Nhưng em xin nhấn mạnh thêm một yếu tố nữa, đó là tinh thần dân tộc số. Chúng ta có một tinh thần dân tộc số, chúng ta làm được. Và chúng ta có ý chí, chúng ta không giỏi nhưng chúng ta có sự kiên định, và cái sự kiên định đấy nó giúp chúng ta thành công. Và em rất tự hào là một doanh nghiệp Việt Nam hôm nay đến trình bày về câu chuyện xây dựng một nền tảng quốc gia số cho logistics, bởi vì em là người của logistics và sống và đam mê hay là chiến đấu cho ngành logistics của Việt Nam. Sở dĩ chúng ta nói về câu chuyện tại sao chúng ta cần phải có một nền tảng số thì em xin đi vào câu chuyện của ngành logistics. Ngành logistics là một ngành cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế. Các anh chị cũng thấy là cái đại dịch Covid vừa rồi đứt gãy chuỗi cung ứng, đứt gãy logistics ảnh hưởng ngay trực tiếp đến người dân, đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Và logistics giống như một mạch máu quan trọng, và nó là một vấn đề ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Logistics hiệu quả thì nền kinh tế hiệu quả và thu hút nước ngoài hiệu quả. Và hiện nay chi tiêu cho ngành logistics thì mọi người đều đều biết rằng nó chiếm đến hàng chục tỷ đô. Và nó nằm ở rất nhiều doanh nghiệp, nằm ở rất không chỉ ở trong ngành logistics mà nó nằm ở trong những doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp bán lẻ. Và cái tính hiệu quả và tính khai thác của ngành logistics còn rất nhiều hạn chế. Và đặc biệt thì cũng nhận được rất nhiều quan tâm của chính phủ. Tuy nhiên chúng ta cần có những hành động mạnh mẽ hơn để giúp xây dựng một nền tảng số tốt hơn cho ngành logistics. Em đi sâu hơn một chút về cái đặc thù của ngành logistics, đó là ngành rất phân mảnh. Phân mảnh có nghĩa là không có liên kết, nó khác với phân tán nhưng có sự liên kết. Và hai nữa là rất lãng phí. Lãng phí ở đây các anh chị nhìn thấy rất nhiều chiếc xe chạy trên đường không được khai thác tối đa, dẫn tới cái hiệu quả không được cao. Và cái thứ ba nữa là chuyển đổi số có nhưng nó không đồng nhất, nó nằm rải rác ở rất nhiều nơi. Và nó dẫn tới câu chuyện là một doanh nghiệp hay một tài xế hay một người dùng có thể dùng đến chục cái app khác nhau để giải quyết bài toán của logistics. Vô hình chung nó lại làm cho câu chuyện nó trở nên kém hiệu quả. Em lấy một ví dụ cho một số ngành, ví dụ liên quan đến ngành xuất nhập khẩu, vận chuyển container. Chúng ta có thấy rất nhiều các đối tác tham gia, rất nhiều cơ quan tổ chức tham gia, từ Bộ Công Thương đến Bộ Tài chính cho đến Bộ Giao thông Vận tải đến Cảng Biển đến hãng tàu. Rất nhiều các đối tác, và câu chuyện liên kết giữa các bên như vậy để làm cho cái chuỗi vận chuyển container nó hiệu quả hơn, đó là bài toán không một doanh nghiệp thể tự giải quyết được, hoặc là một vài doanh nghiệp tự giải quyết được, mà nó là bài toán của chính phủ trong chuyện tham gia để kết nối. Em đem vấn đề thứ hai, đó là sự bùng nổ của thương mại điện tử. Bùng nổ của thương mại điện tử nó đem lại cái lợi lợi hơn cho người tiêu dùng, đem lại sự thuận lợi, sự thoải mái. Nhưng chúng ta lại không nhìn thấy những hệ lụy của thương mại điện tử, đó là việc lưu lượng xe vận chuyển ngày càng nhiều hơn. Và một trong những nghiên cứu cho thấy rằng nó dẫn tới một trong những nguyên nhân gây ra tắc nghẽn, phát nhiều khí thải, và đặc biệt là phí tổn ngoài biên liên quan đến tai nạn, liên quan đến rất các vấn đề khác liên quan trên đường, hoặc là vấn đề quy hoạch. Nó cũng là một vấn đề rất lớn, và ngay không phải chỉ ở Việt Nam, tất cả các doanh nghiệp ở các nước trên thế giới cũng đang phải đối diện với vấn đề phí tổn ngoại biên của việc phát triển của thương mại điện tử. Như vậy các doanh nghiệp không tự giải quyết chuyện này được, họ cần sự vai trò hỗ trợ của nhà nước trong câu chuyện chúng ta làm thế nào để giảm thiểu các tác động đó. Và để giảm thiểu, chúng ta may mắn chúng ta có được sự chuyển đổi số, và cái việc hoạch định, việc thực hiện nó dựa trên dữ liệu. Nên chính vì thế thì em xin đề xuất một cái điểm rất quan trọng, đó chúng ta cần phải xây dựng một tầm nhìn mới về nền tảng số quốc gia cho ngành logistics. Em không nói về cả nền kinh tế, em nói về ngành logistics. Em xin đề xuất có bốn tiêu chí rất quan trọng của ngành logistics. Thứ nhất, nó phải nhanh hơn. Thứ hai, nó phải xanh hơn. Thứ ba, nó phải tốt hơn. Và cái cuối cùng rất quan trọng, đó là nó phải được hợp tác và chia sẻ tốt hơn. Bởi vì ngành này phải chia sẻ. Một chiếc xe trên đường bắt buộc phải tối thiểu chiếm 80% tải thì mới được di chuyển. Như vậy nó sẽ tạo ra những động lực cho những bên khác chia sẻ với nhau. Và ngày xưa chúng ta rất khó làm việc việc đó, nhưng bây giờ chúng ta rất dễ, bởi vì chúng ta có công nghệ, chúng ta có nền tảng, chúng ta có cơ chế để làm được việc đó.
Và đây là một bộ khung em xin đề xuất cho câu chuyện chúng ta xây dựng một nền tảng số quốc gia được gắn với những nền tảng số của doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp. Em tạm gọi nó là GaaS, là Government as a Service, nghĩa là chính phủ như là một loại dịch vụ, tạo ra một nền tảng và cho các bên đấu nối vào những nền tảng đó và chia sẻ ngược lại. Thì đấy là một trong những điểm mà đề xuất của phía em, phía công ty, đặc biệt là với cái sự phát triển của AI, của blockchain, nó giúp chúng ta kiểm soát dữ liệu an toàn hơn. AI giúp chúng ta learn dữ liệu tốt hơn. Và đặc biệt từ phía doanh nghiệp như SmartOak, bọn em có hàng chục ngàn xe tải đang di chuyển và có những dữ liệu real time có thể cung cấp ngược trở lại cho nền tảng của chính phủ để đưa ra những bài toán hoạch định. Bởi vì chúng ta hoạch định bây giờ không phải là hoạch định trước hay là hoạch định sau, mà hoạch định song song. Chúng ta có thể có dữ liệu real time, do đó chúng ta có thể hoạch định song song. Chúng ta có thể định tuyến các tuyến đường, các cung đường để làm sao cho nó phù hợp mỗi ngày, mỗi tháng hoặc mỗi tuần. Và điều đó nó sẽ giúp giảm thiểu rất nhiều các vấn đề tắc nghẽn và vấn đề ô nhiễm môi trường, cũng như là tạo ra một cái chi phí cạnh tranh hơn. Đó là đề xuất của em cho một cái việc phối hợp giữa nền tảng GaaS, SaaS và LaaS. Đó là ba nền tảng quan trọng trong ngành logistics. Và về hành động thì em xin đề xuất có ba hành động chính mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất, đó chính là chúng ta phải phát triển dữ liệu số cho ngành logistics. Một điều rất vui sáng nay là chúng ta đã có bản đồ số, có một số doanh nghiệp đã làm bản đồ số. Bọn em đang phụ thuộc rất nhiều vào Google và phụ thuộc vào rất nhiều các cái cung cấp bản đồ thứ ba, nhưng không có những dữ liệu chính xác. Và bù lại các dữ liệu, các bản đồ, các nền tảng bản đồ đấy lại không học những dữ liệu từ phía những công ty cung dịch vụ để có thể đem lại những cái thông tin tốt hơn. Thì đó là đầu tiên, đó là chúng ta có thể có những cái xây dựng một cái nền tảng. Thứ hai là thuận lợi hóa các nền tảng để cho các phép các nền tảng có thể chia sẻ hơn. Và cái thứ cuối cùng đó là chúng ta tài trợ cho những sáng kiến phát triển cho ngành logistics trên cơ sở số hóa và công nghệ hóa. Và cái cuối cùng quan trọng nhất, nhà nước phải là một người quan trọng trong cuộc chơi này, là người điều phối và người phối hợp và tạo ra một nền tảng dữ liệu chung duy nhất và chia sẻ lại cho tất cả các bên. Em xin hết bài trình bày của em ở đây ạ. Để phát triển logistics ở Việt Nam, nó là bài toán phải phối hợp giữa cả cơ quan nhà nước lẫn các doanh nghiệp, và phải hình thành được một nền tảng số duy nhất. Như vậy thì việc chia sẻ dữ liệu và việc hợp tác mới giúp cho ngành logistics hiệu quả hơn. Bởi vì thực tế hiện nay thương mại điện tử phát triển bùng nổ, làm cho có những cái hệ lụy về khí thải, hệ lụy về giao thông, và những bài toán đó mỗi doanh nghiệp không thể tự giải được, mà họ cần sự hợp tác, họ cần chính phủ và cần nhà nước để tham gia vào để tạo ra một cái sự hợp nhất.